6. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 nha các bạn. Đường phố đang đông quá các bạn ơi. Tình hình dịch Covid ở ngoài Hà Nội rất là quyết liệt nha các bạn, rất là căng thẳng nha. Ở Sài Gòn mình thì chưa. Đường phố còn đang chạy rất là đông nha các bạn. Bây giờ là 6 giờ kém 15 phút. Mình đang đi trên đường Cộng Hòa hướng từ ngã tư Bảy Hiền về cầu Tham Lương. Rồi mình review một vòng đường phố Sài Gòn cho các bạn xem nha. Ngay khúc nhà mà Apple Reddit khúc này đông lắm các bạn ơi. Ở đây có tòa nhà Republic Plaza Đường phố Sài Gòn rất là đông nha các bạn. Kỳ đông luôn á, chiều là tan tầm nè, giờ này người ta đi làm về nè, quá trời đông luôn. Để mình dơ cao cao cho mọi người xem nha. Rồi thấy không? Rồi. Sài Gòn mấy hôm nay cũng xuất hiện mấy ca Covid mới nha các bạn. Mấy cái quán ăn đường phố rồi đó. Ở Nguyễn Đình Chiểu nè. Với lại ở hình như quán cơm ở Gò Vấp. Nguyễn Đình Chiểu là cái quán bánh nước. Bây giờ hai chỗ đó là coi như là cách ly hết rồi. Phong tỏa hai khu vực đó. Và hôm qua thì bệnh viện Hòa Hảo đường đang rất đông nha các bạn. Đi con đường Cộng Hòa này mà nó chưa có xây cầu hàng qua Thám á, cầu vượt Hoàng Hóa Thám á, còn kẹt khủng khiếp nữa. Giờ nó làm cái cầu vượt Hoàng Hóa Thám rồi thì cũng đỡ nè. Bây giờ mình sẽ đi lên cầu luôn nha các bạn. Hôm nay mình review đường phố Sài Gòn cho các bạn xem nha. Chiều thứ 6 cuối tuần rất là đông luôn á. Xe hơi rồi xe Honda rồi chạy chung hết các kiểu hết. Đó, bây giờ mình lên cầu Hoàng Hóa Thám nha. Hồi đó không có cầu vượt ở đâu, nó còn kẹt khủng khiếp nữa, giờ là đỡ rồi đó.
từ xa rồi. Quá trời, em đổ dốc này nha. Lúc nhúc lúc nhúc luôn á. Chiều đi chiều về hai bên. Quá trời luôn. Chiều ngược lại từ cầu Tham Lương ra Sài Gòn cũng đông quá trời luôn nè. Xe hơi, xe bốn bánh rồi không, xe buýt nữa. Bên trái là tòa nhà Etao các bạn. Tòa nhà Etao là công ty, nhiều công ty trong đó lắm. Resec á, hồi xưa chỗ đó là như là cái công ty máy lạnh á. Bây giờ có nhiều công ty người ta thuê văn phòng để làm ở đó. Hot à, máy khoan rồi nè. Thông thoáng hơn chút xíu. Mới vô qua ngã ba Tân Kỳ, Tân Quý với lại đường Cộng Hòa nha. Bây giờ cái chỗ này buổi chiều là nó ngăn lại luôn rồi, nó không cho mình là rẽ qua Tân Kỳ, Tân Quý đâu. Buổi chiều đông á, nó kéo cái hàng rào lại luôn. Rồi mình sắp tới Cộng Hòa, Cách Mạng 8, Âu Cơ, Trường Chinh. Khúc này là cũng thường xuyên đông nha các bạn, rất là đông, rất là kẹt xe. Cầu ở đây bán mấy chị bồ câu đẹp quá nè, bồ câu Nhật Bản.
luôn, ngắt luôn. Trường Chinh nha các bạn. Rồi, mình sẽ chạy thẳng về cầu Thăm Lương luôn nha. Đoạn này người ta bán mấy cái con thú, con chó mèo đó, động vật các bạn. Quá trời luôn, thấy không? Cây kiển nè. Kinh doanh buôn bán gì này à? Chiều nay là thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ ngưng, chỉ đạo là ngưng quán kinh doanh ăn uống vỉa hè nha các bạn. Các quán ăn nhỏ lề đường rồi đó sẽ đóng cửa hết luôn á, tạm ngưng nha, tạm ngưng mùa dịch nha. Bán mận Hà Nội nhiều lắm, gốc này nè, gốc Trường Chinh với lại Phạm Văn Bạch. Nếu các bạn quẹo phải, các bạn sẽ ra Phạm Văn Bạch, ra hướng đường Quang Trung nha các bạn. Quá trời mấy cái mướp trà nồi á, rồi cây cái gì, cái hồ lô. Trường Chinh này rộng rãi lắm nha các bạn, khúc này thì nó rộng rãi từ Phạm Văn Bạch hướng về cầu Thăm Lương qua tới An Sương luôn á, là con đường rất đẹp. Tổng cộng là 10 làn xe, chiều đi 5 làn, chiều về 5 làn. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị lên cầu Thăm Lương nha. Khu công nghiệp Tân Bình. Mình đứng đây mình review cái góc đường này xíu nha. Các bạn thấy không? Đó là khu công nghiệp Tân Bình đó. Người ta leo lại luôn rồi, đi ngược đường tùm lum luôn thấy không? Quá trời. Đi ngược đường luôn rồi.
mình đã tới cầu Tham Lương rồi nha. Đây, quang cảnh cầu Tham Lương vào lúc 6 giờ rưỡi nha các bạn. Đây, mình review cho các bạn xem nha. Cái chiều dài nè, quá trời động luôn. Xe chạy đường nốt vậy đó. Rồi, lên cầu nha. Thơm thái trái nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi bây giờ mình đổi dốc cầu Tham Lương. Nếu các bạn chạy thẳng luôn thì các bạn sẽ ra tới ngã tư An Sương, đi về Tây Ninh, Củ Chi. Vừa xuống cầu Tham Lương thì sẽ có một cái nhánh quẹo bên phải là đường Nguyễn Văn Hóa. Chạy thẳng ra Nguyễn Văn Hóa thì các bạn sẽ ra đường Quang Trung. Rồi mình chạy thẳng luôn nha. Video của mình đến đây xin tạm dừng nha. Review một đoạn Trường Chinh, Cộng Hòa, cầu Tham Lương. Hẹn các bạn video lần sau. Xin chào tạm biệt.